nào cả. Nhưng mà tự nhiên ông ấy lại lên ông nhắc tên mình, trong khi là mình chưa gọi là chưa có một động thái nào là mình nhắc đến ông hay là mình cà khịa đến ông cả. Toàn ông tự nhột ông, xong rồi ông toàn tự vào mặt mình ấy. Nào là nói chuyện cá nhân đừng bê lên giải quyết, xong rồi chính ông ấy là người lên like nói đầu tiên. Không, nói thật chứ các bạn ạ, nhiều người mấy triệu follow like nó có ai chém không? Idol mới nhú like này vừa chậm mấy cá người chém này cũng khoái chứ, khoái. Khoái. Rách việc. Các bạn muốn mua ổi á, ăn ổi thì liên hệ nhắn nha. Đấy, hôm qua là định ấy luôn đấy, hôm qua là định like nói luôn đấy, nhưng mà thôi. Cảm ơn chị Kim Oanh, cảm ơn chị Mina. Nói chung là hai anh có kiểu ăn rất là giống nhau. Kiểu người ta gọi là kiểu ăn cháo đã bát. Ôi này dễ lắm anh ạ. Cảm ơn An nhé. Cảm ơn An vừa chuyển khoản vào số tài khoản em 10.000 nhé. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Mọi người chuyển khoản thì nhớ ghi tên để em cảm ơn nhé mọi người. Này. Anh mua ổi ăn đi. Qua là định không nói đâu. Nhưng mà tự nhiên này có cái video nhắc đến tên mình mà lại mặt của cái thằng đấy này. Cảm ơn Athena. Cần cù thì bù gì ấy? Bù gì thì chịu. Đa bát đã là cái gì? Ui anh Jin Jin, anh nói chuẩn thế. Sma. Đấy, cái việc mà để mà nhắc đến cái việc mà mọi người đi ở bên kia ấy, thì thực sự là em không nhắc đến hay là em không động đến cái vấn đề của các anh ở bên đấy. Tại vì em là người không đi nên là em không biết, em là người ngoài cuộc. Thì từ trước đấy em không hề nhắc đến cái chuyện là mọi người đi ở bên kia như thế nào. Em chỉ nói là em chỉ biết là anh của em sang bên kia bị ông ấy bỏ đói, thế thôi. Thì em mới nói đến cái vấn đề đấy, chứ em chưa động đến cái vấn đề công việc hay là cái vấn đề mà tiền bạc gì bên đấy cả. Đấy, một thằng nó khôn khéo thì nó biết cách để nó nói chuyện, chứ không phải là ngu như anh. Anh hiểu không? Và từ trước đấy cũng chưa có một video nào hay là một đoạn nào mà em nhắc tên anh hay là em chỉ đích danh ra người này người kia là ai. Em chỉ nói vu vơ thôi, tự nhiên ông tự đứng ra ông nhận. Nói chung là ông bà ta có câu là nóng quá nó mất khôn. Cảm ơn anh Thư nhá, cảm ơn em.